Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha em ơi. Anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha em ơi. Và ở video lần này thì Khải sẽ soi đồ cao thủ đường môn. Các bạn ở đường môn đang cầm một khẩm thức linh và hôm nay đánh cho mình top 3 tống kim và cùng phe tống với mình luôn nè. Hôm nay thì nói thiệt anh em thì phe tống mình bị ép quá nên là mình chỉ được top 12 thôi đó. Top 12 thôi. Nhìn trên top anh em thấy không? Toàn là kim anh em top thôi. Tống thở không nổi anh em, thở không đều luôn á. Đâu. Ra gặp và chết rồi, nó chặn luôn nhà rồi. Nó coi đâu rồi, ông số 9 tí cơ ca rồi. Đây, hơn là còn sâu set đồ. Hôm nay thì ổng được top 3 tống kim rồi nè. Nói chung là tầm này thì nói thiệt anh em luôn. Đường môn Võ Hảo top 2 rồi, tí cơ ca top 2 đường môn này. Một hà cổ hạt cũng đường môn này. Nói chung đường môn thì nằm hết khoảng tầm 3-4 anh đường môn rồi. 10 top hết 3-4 anh đường môn rồi. Chúng ta cùng xem set đồ thử nha anh em ơi. Hiện tại đang cởi con ngựa này thì quá bình thường con ngựa này, anh em vần ra anh em, kháng cả hai nha anh em. Kèo nhiều mà gặp khó quá, đúng rồi. Khó quá, hôm nay có kèo lên top donate mà khó quá. Rồi, hôm qua thì top 2 easy, hôm nay thì khó quá. Nón thì đang sử dụng mình nón phòng thủ 19, không có gì cả. Nón này cũng khá bình thường thôi, ở server thì những nón này khá bình thường thôi anh em. Tại vì hiện tại đang ra đỉnh quắc này nọ phòng thủ khá nhiều rồi. Nên là những nón xanh như thế này khả năng nó rất bình thường thôi. Đầu tiên cái nỏ 4199. Cái nỏ này thì hồi đầu server á nó khoảng 2-3 triệu một cây nè, đỡ đánh tống kim á. Nhưng mà tầm này thì đường môn họ ít chơi lại rồi. Nên là những cái cây vũ khí này cũng như là những cái vật phẩm này thì nó giảm giá rất là nhiều nè. Những cây vũ khí này hiện tại ở server ra chỉ khoảng tầm 200-300 nghìn thôi. Nó tục đến giảm gần 7-8 gấp độ rồi. Chứ hồi trước là khoảng 2-3 triệu mà tầm này khoảng 200-300 thôi. Đó. Khoảng tầm 5-7 kim. Rồi. Cái áo đang sử dụng áo 40, 17, 30, nội lực cao, áo này cũng khá bình thường, áo này cũng 1 kim, 2 kim, nón này cũng tầm 1, 2 kim, 2 kim. Gia truyền kháng tất cả 15, kháng băng 11, gia truyền này cũng vậy thôi em. Gia truyền này thì đẹp lắm thì giá khoảng tầm 5 kim quay đầu em, tại vì đồ tầm này khá là rẻ. Khoảng 5 kim, khả nghĩ khoảng 5 kim, tại vì hiện tại đang server bán một cái giai 15, kháng băng 5, có 2 kim rưỡi, 3 kim thôi em. Giá này khả nghĩ chắc cũng tầm 5 kim. Một bao tay phòng thủ 15, nội lực 29, bao tay này khá bình thường. Bao tay này cũng tầm 500 xu đến 1 kim. Đai lưng 540, thì đai lưng này thì ở server so với hiện tại thì nó cũng tục khá là nhiều, chỉ còn khoảng tầm 1 kim thôi nè. 1 kim mà có được một đai lưng khá là đẹp rồi. Đai lưng này sinh lực khá là phèn, nếu mà chơi đường môn phải cần ưu tiên nội lực một tí nữa. Chứ đai lưng này thì hơi thấp. Đang sử dụng mình một cái nhẫn nội lực 188 quá đẹp này, bù lại cái lượng nội lực thiếu từ những trang bị khác. Và đang kháng băng 27 kháng băng. Một đôi giày này đẹp luôn. Tóc 27 và kháng hỏa 20 và sinh lực 129. Khá ok. Giày này cũng khá rẻ, 1 kim 2 kim. Nhẫn này thì sẽ vời khoảng tầm 5-10 kim nè. Nhẫn này khoảng hiện tại so với hiện tại bây giờ khoảng đang tầm 5-10 kim. Hồi trước anh em có nhớ Khải mua một cái nhẫn 27 không? Khải mua 15 kim ấy. Nhưng mà tầm này nó tục cái còn nửa, tại vì ra server mới rồi mà. Nhận không banh 15, nhận này chắc vài trăm xu, khá rẻ. Ngọc bò 540, tính ra set đồ này thì build cũng khá là ok anh em, 80 chậm. 80 chậm từ đai lưng và ngọc bò. Ngọc bò này hồi trước á 2-3 triệu một cái, nhưng mà tầm này nó chỉ còn 200-300 nghìn thôi anh em. Đó anh em thấy không? 200-300 nghìn cái ngọc bò này thôi. Server cũng khá là nhiều những ngọc bò làm chậm và dòng 1 như thế này. Mà ngọc bò này có thêm nội lực cao cho đường môn quá đẹp rồi. Chắc cũng tầm mua đẹp chắc cũng tầm 3-4 kim. 3-4 kim ngọc bội này. Nói chung là set đồ này thì quay đi vẫn lại thì cũng tầm dao động khoảng tầm một món 5-7 kim, 2-3 kim. Thì tổng hết thì khả nghĩ set đồ này cũng trên dưới hơn 20 kim. Hơn 20 kim có thể gần 30 kim nữa coi. Chừng 5 đi. Vũ khí là 5 đi. Nón này 2. Áo này 1 là 13, 13 bao tay 1, 14, 14 cái nhẫn này cho 7 đi, 20, 21. Nói chung là tổng set đồ này khoảng tầm 30 kim quay đầu. Đó, anh em có hỏi Khải là set đồ chung chơi tầm như thế nào? Thì đây gọi là set đồ chung rồi anh em. Tầm 20 kim, 30 kim set đồ, chưa tính nạp. Thì tổng set đồ thì bèo bèo khoảng tầm hơn 2 triệu, 2 triệu quay đầu. Thì anh em có thể chơi được rồi anh em. Còn cái xác thì anh em có thể mua 500 nghìn hay 1 triệu gì đó, tùy theo đẳng cấp. Và tùy theo cái lượng võ lâm mật tịch hay tài liệt kinh thì cái xác nó sẽ đi kèm theo nữa. Còn đồ như thế này thì đủ chơi anh em. Đó, đồ như này gọi là đồ chung á. Đồ như thế này gọi là đồ chung á anh em. Rồi, nói chung anh em xem video đừng quên ủng hộ cho 69 tí KK cũng như video của Duy Khải Gaming mình một like chia sẻ nha anh em ơi. Đừng quên ủng hộ mạnh và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha.
Hôm nay Khả định soi một số anh em nữa mà không kịp thôi anh em ơi, không kịp. Mà với lại không kịp rồi.